Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu các bác dòng vang huyền thoại. Dân buôn nhìn phát biết ngay, dân chơi nhìn phát biết luôn. Golden Goutin. Đấy, gọi đây Goutin. Sẽ unbox ra cho các bác xem bên trong cái vang này có những cái gì. Đầu tiên là mở vỏ nha. Mở vỏ thì em không biết là em không để ý là trên mạng bây giờ các anh em bán GD Goutin là không biết là loại nào, nhưng mà em thấy mở ra có cái quyển này là bắt đầu thấy hay hay rồi. Có hướng dẫn sử dụng mà toàn bằng tiếng Anh, là một thứ tiếng đạt tiêu chuẩn của quốc tế nhé. Đấy, hình như con này là bản quốc tế sao, nó dùng tiếng Anh này. Rồi, ái nhà, nó còn hệ số quá này. Rồi, ok, này, cái lần nữa. Ui dồi ôi, các bác nhìn này. Đây là các hướng dẫn đấu nối jack tín hiệu này. Đấu nối jack tín hiệu mà sử dụng là đấu dây theo kiểu như nào đấy. Đó, rất là chi tiết luôn. Nào xem nào, toàn tiếng Anh. Một thứ tiếng Anh à, có cả luôn cái sơ đồ đấu nối này. Đây cho các bác xem kỹ hơn tí này. Đấu từ vang xuống đẩy. Đấy, rồi ok, sang cho khác xem nào. Đây là mặt sau, à mặt trước. Mặt trước. À cái chế độ reverb như echo ấy. Đấy, dẫn đấu nối. À đây là thông số chi tiết này. Cái này các bác nào mà kỹ tính là chỉ cần xem thông số chi tiết này là biết ngay này. Để bấm như này. Đấy. Ok. Hay rồi, đây là hướng dẫn sử dụng. Đấy nha, các bác nha, còn đây là phiếu bảo hành quốc tế. Nó có hai mặt, một mặt là tiếng Anh và một mặt còn lại là tiếng Trung. Cái vang này thì quá là nổi tiếng rồi, các bác nào dân buôn nhìn phát chắc biết luôn nhỉ. Dân chơi nhìn phát biết ngay. Ok, thì đây là cái mặt form, à nó còn cái phiếu nữa. Còn một cái phiếu chứng minh như nào đó. Một phiếu chứng minh như nào đó. Ok. Có dây nguồn đi theo này. Thì em sẽ nhấc cái vang này ra cho các bác xem nha. Ở đây là cái mặt form của sản phẩm các bác này. Đấy, Cameram X. Đấy, có đây vô tín. Thì em chả biết đây là hàng loại mấy, nhưng mà em cứ bán cho các bác giá là 2.3 triệu bao ship tặng theo cả dây jack luôn. 2.3 triệu bao ship tặng luôn cả dây jack đầy đủ luôn, full phụ kiện đầy đủ luôn. Có dây Canon. Đấy, Canon chính này. Dây cắm súp này, dây canter này. Đấy, tặng cho bác đầy đủ luôn. Tất cả em đóng gói vào trong cái thùng của em gửi cho các bác. Có tần số cắt súp này, tí nữa em sẽ mở ra cho các xem bên trong ruột nào nhé. Đấy, công nghệ thiết kế là của Germany, tức là Đức. Đấy, và sản xuất gia công lắp ráp thì không đâu ngoài Trung Quốc. Đấy, QRC đây có tem bảo hành này, tem bảo hành của GD Goutin này. Đấy, công tắc cả đặc trưng này. Đấy, auto nén bát của mic này, bên này hai nguồn. Ok, bây giờ mở ra cho các bác xem bên trong nhà nhé. Đây là một ốc này rồi. Một ốc này chọc luôn ra nhưng mà như nào nữa. Để các bác xem luôn cả tem bảo hành của công ty nhé. Đấy, em bắt đầu xoáy luôn ra. Em chấp nhận mất bảo hành một con để chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cái chất lượng sản phẩm cho các bác. Đây. Đấy, bắt đầu bóc ra. Thì các bác nhìn ngay phần đầu. Ui, xóa hết tim. Đây bị đây. Xem là mạch này. Đó. Ok. Này, bên trong máy là có những cái này. Đây là còn ghi trên đây là gì đây. Thì em không biết đây là hàng loại mấy, nhưng mà nói chung là giá em lấy vào thì khá là tốt, thì nhà bán cho các bác cũng khá là tốt theo và tặng theo các bác là dây jack phụ kiện đầy đủ. Đây rồi, ok. Đây một sau này. Đây là gì ạ? Marian PRC. Đây. Mạch vang đây. Còn đây là mạch này trong mạch cắt hú đây.
này mạch nén cắt các tần số này.